Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Quẩn Lộc. Hôm nay chúng ta sẽ xem đa vũ trụ Skibidi Toilet tập đặc biệt giải thích tại sao anh đồng hồ báo thức men lại thịt anh đồng hồ men chủ tịch như các pro. Ở đây thì bọn Skibidi Toilet đã tấn công anh máy khoan men tai thực và có cả quân đồng minh ở đây nữa, thậm chí còn cả anh đồng hồ men chủ tịch và chính máy khoan lưu vực cũ ở đây luôn. Đột nhiên thời gian dừng lại, chỉ duy nhất anh đồng hồ báo thức men là còn cử động được thôi. Anh la đồng hồ men mà có khả năng du hành đa vũ trụ này các bro. Anh xuất hiện ở đây nói chuyện với anh đồng hồ báo thức men. Thật vui khi gặp lại được những người bạn cũ. Tôi là anh la đồng hồ men đây, và là anh la đồng hồ men trong tương lai của bạn. Cái này nó dịch hơi lỡ cỡ một tí nên tôi dịch lại cho các bro hiểu nhé. Well, the future, Lord Bao, for you. I'll be quick because it's not the first time I'm doing this. Tôi sẽ nói nhanh vì đây không phải là lần đầu tiên tôi làm cái điều này. Có nghĩa là anh ấy đã quay ngược thời gian, quay đi quay lại ngược thời gian rất nhiều lần để thuyết phục anh đồng hồ báo thức men rồi. Chứ không phải đây là lần đầu anh ấy quay ngược thời gian anh thuyết phục anh đồng hồ báo thức men. Well, it might sound weird, but the leader of this community toilet for now is not even a toilet. It's a purple woman. Có pro là xem tôi từ lâu rồi ý, thì tôi đã gọi cái bà trùm ý là mụ màu tím nha. Và anh Doom Studio anh đã xác nhận cái tên của bà trùm đấy chính là mụ màu tím nha. Purple Woman, ở đây nó dịch là phụ nữ màu tím nhưng mà mình dính sát là mụ màu tím nha. Giờ thì các pro đã tin tôi chưa? Ông nào không tin tôi thì comment xin lỗi tôi đi. Tôi nói lúc nào cũng đúng luôn. Chính anh Doom Studio xem tôi reaction và đặt luôn cái bà đấy tên là mụ màu tím nha các pro. At this time she will attack our base soon. Everyone leaves, our chief stays, and he actually managed to defeat the purple lady. Though the problem is that she escapes after all. Teleported with the device on her hand. You know, before you, I asked Clockwoman to use her gun at the moment. Before Clockwoman, I asked the buff guy to destroy that purple device so she couldn't escape. And before the buff guy, when it happened for the first time, I used my last strength and sacrificed myself. The first try caused all my friends just to revive me. The second try failed worse than I could even imagine. And the third try was ridiculously interrupted by some clocks in a white suit and a talking toilet that I've never seen any of them in my whole life. I could try more. But I'm afraid as long as I'm stuck in this loop, I might reach to my limits eventually. But I believe you can change everything. Before Chief starts using his powers, you must kill him. Oh! Vậy là ấy, muốn cái anh la đồng hồ men này thoát khỏi cái vòng lặp thời gian mà anh tạo ra ấy, thì là chỉ có thịt anh đồng hồ men chủ tịch thôi. Không có một cách nào khác. Có nghĩa là anh này anh đã thử thử hàng tỷ 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 lần không thể thoát ra khỏi cái vòng lặp đấy được. Và anh ấy cuối cùng chỉ có một cách duy nhất. Anh đã thử hàng tỷ cách rồi, chỉ có một cách duy nhất, đó là thịt anh đồng hồ men chủ tịch thôi. Và anh đã... And after terminating us, she'll go for the rest. But if you kill our leader right in front of her eyes, the least thing she does is forgetting about us for a while. Putting her mind at ease. And that's what we exactly need. Having enough time to fully revive our Titan. Có nghĩa là thịt anh đồng hồ men chủ tịch trước mặt cái mụ màu tím ý, thì mụ màu tím mụ ý, kiểu nó đạt được cái mục đích cuối cùng là tiêu diệt anh đồng hồ men chủ tịch rồi thì sẽ nghỉ ngơi và tha cho những cái anh đồng hồ men khác. Và lúc đấy sẽ câu được thêm thời gian để hồi sinh lại anh đồng hồ men Titan. Đó. Và anh đồng hồ men thì chắc chắn là không đồng ý rồi. She has a counter Titan. Anh, cái bà ấy có máy khoan men Titan cơ mà. Không thể ai có thể địch nổi máy khoan men Titan đâu. That thing will slaughter all the other Titans. Nó sẽ tàn sát tất cả những Titan khác. Tôi đã nhìn thấy điều đó rồi. We need our Titan back soon. Even if that means we have to sacrifice our strongest, our leader. Đây là chúng ta chứ không phải chúng tôi, các bạn. Thủ lĩnh của chúng ta. I know you say that. I could ask others for this, but there's no surprising chief when he already knows what's going to happen 10 seconds later. However, you have the ability to block other clocks' powers.
just been pressing that watch on you on. Almost a useless ability against the toilets. But for such a situation, it can change everything. The blocking is temporary, but it provides enough time for you to do the job. I know. I'm sorry. But in that case, I'm not asking anymore. Ôi, về đây ra đồng hồ men. Khách náo anh đồng hồ thức men. Bắt anh đồng hồ thức men là thịt anh đồng hồ men. Holy, thì ra là vậy à? Thì ra là vậy. Các bạn đã xem hết video. Nếu bạn cảm thấy video hay thì nhớ like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo. Giờ thì tạm biệt.